In this video, I'm going to share with you how to learn English through movies. Ok, vừa xem phim vừa học tiếng Anh tưởng chừng như rất thú vị. Nhưng riêng tôi lại thấy một cái sự thật hơi khác một chút và hơi buồn một xíu. Đó là đang xem thì tôi thường bị cuốn luôn vào cái nội dung, hấp dẫn quá nên quên mất luôn cái việc học tiếng Anh. Và cuối cùng thì chẳng đi vào đâu hết. Tôi hiểu cái vấn đề đó. Và tôi cũng biết cũng có không ít bạn gặp phải cái vấn đề tương tự như vậy khi học tiếng Anh qua phim. Bởi vậy video này tôi sẽ đề xuất với các bạn một cái gợi ý, một cái ý tưởng đơn giản và thiết thực mà tôi nghĩ nó sẽ giúp các bạn học tiếng Anh qua phim hiệu quả hơn. Và để cho cái video này nó mạch lạc suôn liền, tôi sẽ chia cái video này làm hai phần. Phần 1 tôi sẽ điểm qua một vài cái ưu khuyết điểm quan trọng của cái việc học tiếng Anh qua phim này. Và phần 2 tôi sẽ đề xuất cho các bạn cái gợi ý đơn giản và thiết thực đó để giúp các bạn học tiếng Anh qua phim hiệu quả nhất có thể. Rồi xét về mặt ưu khuyết điểm, nói về ưu điểm trước. Cái ưu điểm số 1 đó là trong những cái bộ phim nó thường có những cái tình huống giao tiếp rất là thực tế trong cuộc sống hàng ngày. Nó thường có những cái mẫu câu thực tế, những cái từ vựng, những cái thành ngữ, những cái từ lóng thực tế mà người bản ngữ thường dùng hàng ngày. Nhận xét sơ qua cái ưu điểm này là đã thấy rất đáng để học rồi. Bởi vì nếu các bạn có kinh nghiệm và các bạn có một cái sự hiểu biết khá tinh tế về cái bí quyết sâu xa trong cái việc học giao tiếp một cái ngôn ngữ nào đó, bạn sẽ thấy học những cái mẫu câu, những cái từ vựng trong những cái tình huống cụ thể nó thực sự rất tuyệt vời và rất quan trọng các bạn nha. Ví dụ bạn xem phim và có cái cảnh hai anh em ruột và thằng anh cướp đồ chơi của thằng em, rồi thằng em nói give it back, tức là trả lại đây. Đó, các bạn để ý xíu và các bạn nhớ cái ngữ cảnh, cái tình huống mà cái từ này nó được dùng. Và mai mốt giả sử bạn gặp một cái tình huống hao hao tương tự, thằng bạn của bạn nó giật cái nón của bạn và nó nhây nhây không chịu trả chẳng hạn, thì bạn có thể nói give it back, tức là trả lại đây đó. Đó, bạn thấy chưa? Nhớ được cái từ vựng, cái cấu trúc trong những cái tình huống cụ thể nó sẽ làm tăng cái khả năng phản xạ của các bạn lên và bạn nói sẽ dần giống tay hơn và bớt tự chế những cái câu tào lao hơn. Bởi vì trong cái tình huống nó như vậy và người bản ngữ thường nói những cái cấu trúc, những cái từ vựng nó như vậy, thì giờ bạn chỉ cần nhớ và copy hao hao như vậy là được rồi. Vừa đúng ngữ cảnh, vừa đúng từ vựng, cấu trúc thì còn gì mà sợ sai, còn gì mà sợ tào lao nữa. Một cái ví dụ khác cho các bạn hiểu sâu hơn nè. Giả sử bạn xem một cái đoạn phim như thế này. Một em học sinh đến gặp giáo viên chủ nhiệm và nói một cái câu kiểu như này: I would like to làm cái gì đó. Tức là em muốn làm cái gì đó. Chẳng hạn I would like to talk to you about cái gì đó. Và bạn để ý cái ngữ cảnh, cái cấu trúc ở đây. Một em học sinh đến gặp giáo viên và nói I would like, tức là em muốn làm cái gì đó. Và bạn nhớ luôn cái ngữ cảnh với cái cấu trúc này cho tôi. Rồi mai mốt giả lập một ngày nào đó bạn gặp một cái tình huống tương tự như vậy. Ví dụ bạn đến gặp sếp của bạn chẳng hạn. Bạn có thể nói I would like to cái gì đó, tức là em muốn, tôi muốn làm cái gì đó. Và dần dần khi các bạn gặp nhiều ngữ cảnh cùng với những cái cấu trúc từ vựng như vậy nhiều lần và trong nhiều trường hợp khác nhau, thì lúc đó bạn sẽ tự nâng cao được cái phản xạ của các bạn và cảm nhận được những cái điều tinh túy về tiếng Anh. Ví dụ như là I would like, nó không chỉ đơn thuần có nghĩa là tôi muốn, mà nó còn mang một cái tính chất lịch sự trang trọng ở trong đó. Và đó cũng chính là cái cách mà các bạn đã học tiếng mẹ đẻ của các bạn đó. Bởi vậy, ưu điểm đầu tiên này là cái ưu điểm mà đã học tiếng Anh thì thực sự rất cần nha. Ok, cái ưu điểm thứ hai, phim nó thường dùng với cái mục đích chính là để giải trí chứ không phải là để học tiếng Anh. Thành ra cái phát âm của nó khá là thực tế, rất đáng để các bạn luyện nghe và cũng rất đáng để cho các bạn có thể rèn luyện được cái khả năng có thể hiểu được cái cách nói chuyện thông thường hàng ngày của người bản ngữ, chứ không phải là như những cái tài liệu sách vở truyền thống kia. Nó có đầu có đuôi, rất là dễ hiểu, nhưng trong thực tế đôi khi người ta chỉ cần nói vấp mấy cái thôi, hoặc là nói lộn mấy chữ thôi là đã đủ làm cho các bạn khó hiểu rồi. Chứ đừng nói tới việc họ nói bỏ đầu bỏ đuôi, câu thì không có chủ ngữ, câu thì nói chưa đủ ý thì đã chuyển sang ý khác rồi, vân vân. Cái này thì nếu các bạn để ý xung quanh những cái cuộc hội thoại thường ngày của bạn bằng tiếng Việt thôi là đã đủ thấy được cái sự phức tạp của nó rồi, chứ chẳng cần phải đi đâu xa hết nha. Bởi vậy nghe những cái thực tế mới thực sự giúp bạn hiểu được người bạn ngữ, chứ còn nghe những cái tài liệu truyền thống phần lớn chỉ là họ diễn và nói với nhau cho chúng ta học, cho chúng ta nghe vậy thôi. Nên đừng có ôm xô nó quá lâu, đừng có ôm xô nó quá nhiều nha. Rồi, có thể xem như đây là hai cái ưu điểm quan trọng nhất của cái việc học tiếng Anh qua phim. Và dĩ nhiên tôi biết là sẽ có một số bạn nghĩ là vẫn còn một cái ưu điểm nữa, đó là thú vị. Nhưng thực sự nó không thú vị như nhiều người nghĩ đâu. Nếu nó thực sự thú vị
vị thì chắc tôi đã dành rất rất nhiều thời gian để học tiếng Anh qua phim rồi. Nhưng sự thật thì tôi rất rất ít khi học tiếng Anh qua phim. Bởi vì đối với tôi, thú vị chẳng qua là do các bạn tự nghĩ vậy và các bạn cố ép bản thân tin rằng nó thú vị. Chứ thực tế xem mỗi phim thôi mới thú vị, chứ học tiếng Anh qua phim thì chưa chắc thú vị. Thậm chí có thể được xem như là một cực hình nữa đó các bạn. Rồi, xét về mặt khuyết điểm, cái khuyết điểm đầu tiên đó có thể là đôi khi từ vựng chuyên ngành trong những bộ phim nó thường rất nhiều nên rất khó hiểu. Ví dụ như bạn xem những cái bộ phim bom tấn, giả tưởng, suốt ngày chỉ nói toàn những cái chủ đề về khoa học chuyên ngành, nghiên cứu này nọ, như là tế bào học, sinh học, tùm lum tùm la. Nếu cái mối quan tâm của các bạn nó không thuộc về những cái lĩnh vực đó thì việc học những cái như vậy có thể là phí phạm thời gian của các bạn, vì nó rất ít được ứng dụng trong giao tiếp hàng ngày lắm. Bởi vậy, nhiều lúc muốn học tiếng Anh bằng những cái bộ phim yêu thích của mình cũng chưa chắc được. Bởi vì có thể cái bộ phim các bạn yêu thích nó lại là một cái bộ phim mà toàn là từ vựng, tình huống chuyên ngành mà bạn không quan tâm và cũng ít ứng dụng trong thực tế hàng ngày. Tiếp, cái khuyết điểm thứ hai, như tôi đã nhắc ngay từ đầu rồi, nhiều khi nội dung hay quá cũng là một cái khuyết điểm. Hay quá, thú vị quá, hấp dẫn quá nên quên luôn cái việc học tiếng Anh. Thành ra như tôi nói chẳng đi vào đâu hết, mà học đàng hoàng thì dễ gì thú vị. Tôi vừa nói lúc nãy rồi, xem mỗi phim thôi thì mới thú vị, chứ học tiếng Anh qua phim thì chưa chắc thú vị nha. Và còn một cái khuyết điểm nữa, đó là nhiều khi trong những cái bộ phim các bạn hay xem á, nó có những cái khúc mà không có nói chuyện, giống như là rượt đuổi, bắn súng này nọ đó. Thành ra những cái khúc đó hầu như bạn chẳng học được cái gì hết, chủ yếu là toàn tốn thời gian của các bạn thôi. Rồi đó, với ba cái khuyết điểm đó, đặc biệt là cái khuyết điểm thứ hai, hay quá thì quên luôn cái việc học bình thường, hoặc dở thì mất tinh thần, thành ra tiến thoái lưỡng nan, khó sống lắm chứ bộ. Và sở dĩ tôi nói ra những cái ưu khuyết điểm của cái việc học tiếng Anh qua phim là bởi vì tôi hiểu mỗi người mỗi khác. Mặc dù cái đề xuất, cái ý tưởng tôi sắp chia sẻ cho các bạn có thể nó rất lý tưởng với tôi và một số bạn, nhưng cũng có thể nó không hề phù hợp với bạn. Thành ra tôi phải chia sẻ những cái ưu khuyết điểm để nếu các bạn có không phù hợp với cái đề xuất của tôi thì các bạn vẫn còn có thể dựa trên những cái ưu khuyết điểm tôi chia sẻ mà tự linh động sáng tạo ra cho mình một cái phương pháp học mà có thể giúp cho các bạn chắt lọc ra được những cái ưu điểm và loại bỏ đi những cái khuyết điểm mà tôi vừa chia sẻ đó nha. Ok, cái ý tưởng nó đơn giản lắm các bạn. Tôi đã nói là tôi không thích cái việc học tiếng Anh qua phim cho lắm, vì thực chất nó không thực sự thú vị như nhiều người nghĩ. Và đôi khi nó còn là một cái cực hình đối với tôi nữa. Bởi vì những cái cách học qua phim thông thường nó sẽ thường đòi hỏi các bạn phải xem đi xem lại 2-3 lần gì đó, lần có phụ đề, lần không có phụ đề gì đó. Rồi nhiều khi như tôi nói đó, xem hồi hấp dẫn quá quên luôn cái việc học. Thành ra học rồi mới thấy có cái chữ học trong đó là rồi, coi như là chả sướng gì đâu. Nhưng mà khổ cái trong phim lại thường có những cái tình huống từ vựng cấu trúc rất chi là thực tế, mà ở những cái tài liệu thông thường dễ gì mà kiếm được. Thành thử ra tôi mới nghĩ tới một cái giải pháp, và đó cũng chính là cái ý tưởng tôi muốn đề xuất với các bạn trong cái video này. Tôi sẽ chuyển cái bộ phim từ cái dạng video sang cái dạng âm thanh, và tôi cắt ra những cái đoạn mà nói chuyện nhiều á và nói về cái chủ đề mà tôi yêu thích, tôi muốn học á, tôi để dành tôi nghe. Đó, tôi làm như vậy là ngay lập tức tôi bỏ được những cái phần rườm ra, không có nói chuyện nhiều trong những bộ phim, và tôi cũng không bị những cái hình ảnh cảnh quay hấp dẫn tới mức quên luôn cái việc học, mất tập trung nữa. Tôi thừa nhận nghe âm thanh đôi khi cũng chán và mất tập trung lắm, nhưng mà bởi vì tôi nghe quen rồi, tôi có giải pháp rồi nên tôi không sợ. Tiện tôi chia sẻ luôn cho các bạn một vài cái mẹo hiệu quả đã giúp cho tôi tập trung hơn khi nghe những cái audio tiếng Anh. Mẹo thứ nhất đơn giản lắm, hãy đeo cái tai nghe vô. Mẹo này thực sự khá là hiệu quả nhưng ít khi tôi làm, bởi vì riêng tôi cái việc đeo cái tai nghe vô nó hơi vướng vướng một xíu. Rồi, cái mẹo thứ hai, vừa nghe vừa làm một cái việc gì đó mà không bắt não bộ của các bạn phải hoạt động tập trung nhiều, ví dụ như là quét nhà, tập thể dục hoặc là đi cầu chẳng hạn, vân vân. Mẹo thứ ba đó là bạn nên tập trung vào cái việc cố gắng nghe hiểu cái nội dung của cái audio các bạn muốn nghe đó. Đặc biệt là những cái lần đầu tiên tôi nghe, bởi vì tôi muốn hiểu cho nên tôi rất tập trung. Và tôi nói luôn, nếu cái mẹo này nó có không phù hợp với các bạn thì cứ kệ nó, tôi liệt kê ra cho các bạn một vài cái mẹo mà hiệu quả với tôi. Mẹo nào bạn thấy phù hợp và bạn có thể ứng dụng được thì các bạn ứng dụng thôi, còn không hợp thì thôi bỏ qua nha, đơn giản lắm. Mẹo thứ tư đó là các bạn nên thử thách bản thân các bạn một xíu, ưu tiên không dùng phụ đề transcript
trong những cái lần nghe đầu tiên. Thường thì các bạn phải gặp một chút khó khăn, một chút thử thách, một chút áp lực thì các bạn mới chịu tập trung nha. Mẹo thứ năm đó là hạn chế nghe ở những cái nơi mà có những cái âm thanh tiếng Việt nha, nói chuyện với nhau vang vẳng bên tai các bạn, bởi vì tiếng Việt các bạn quá rành rồi cho nên nó rất dễ gây cái sự chú ý của các bạn nha. Đặc biệt là những cái cuộc nói chuyện tiếng Việt thú vị các bạn, nó sẽ cướp đi cái sự quan tâm của các bạn, cướp đi cái sự tập trung của các bạn nha. Ok, tóm lại đối với riêng cá nhân của tôi thì tôi thấy nghe mỗi cái âm thanh audio thì nó sẽ tập trung hơn và hầu như không có cái vụ bị hấp dẫn quá mức nên quên luôn cái việc học gì cả. Ok, còn cái cách để mà chuyển từ cái dạng video sang cái dạng âm thanh thì nó rất đơn giản các bạn ạ. Chỉ toàn là ba cái kỹ thuật công nghệ cơ bản, không cần tốn tiền là đã làm được rồi. Và thành thật mà nói, có rất nhiều ý tưởng và công cụ, phần mềm cũng như những cái app điện thoại vân vân mà bạn có thể dùng để chuyển từ dạng video sang dạng âm thanh hoàn toàn miễn phí. Mà đã nói tới những cái thao tác công nghệ thì chỉ cần biết cái tính năng của nó và dùng thôi, chứ chẳng cần phải có một cái đầu óc siêu sao hay trí thông minh gì cả. Thành ra tôi muốn các bạn tự chịu khó nghiên cứu nhẹ một xíu, điện thoại hay máy tính gì cũng làm được hết. Bởi vậy tôi quyết định sẽ không chia sẻ về cái mảng đó. Cái quan trọng là cái ý tưởng tôi đề xuất với các bạn thôi. Nếu các bạn thấy nó ok thì các bạn có thể áp dụng nó linh động theo cái cách của các bạn. Ví dụ bạn không biết và bạn cũng không muốn biết những cái thao tác, công cụ, phần mềm để chuyển từ cái dạng video sang dạng âm thanh thì đơn giản thôi, khỏi cần chuyển luôn cũng được. Bạn muốn học cái đoạn phim nào thì bạn mở cái bộ phim đó lên, tua tới cái đoạn đó và nghe. Có thể úp cái điện thoại xuống hoặc quay mặt đi chỗ khác chẳng hạn, chịu khó một xíu, miễn sao không nhìn hình để khỏi bị hấp dẫn quên luôn cái việc học tiếng Anh là được rồi, chứ đâu cần phải 100% giống tôi nói mới được đâu nha. Đầy cách ra rồi. Một lời khuyên cuối trước khi tôi chia sẻ cho các bạn một vài cái tựa phim mà thường có những cái tình huống giao tiếp thực tế đáng để cho các bạn học. Và cái lời khuyên đó tóm gọn là thế này: học tiếng Anh qua phim thì thường cái vấn đề phụ đề và transcript nó thường sẽ bị thiếu. Bởi vậy thành thật tôi khuyên các bạn trước khi chọn học một cái bộ phim nào đó thì hãy nên lên Google kiếm xem nó có transcript hay cái phụ đề của cái bộ phim đó chưa. Ví dụ bạn muốn học tiếng Anh qua cái bộ phim Chú chó Aussie chẳng hạn, thì bạn có thể lên Google bạn gõ thử những cái từ khóa kiểu như là Aussie movie transcript hoặc là transcript Aussie dog vân vân đó. Nếu các bạn kiếm được thì thật sự quá lý tưởng để học rồi còn gì nữa, vừa có audio để nghe, vừa có transcript để đối chiếu nghe cha từ này nọ. Rồi ok, những cái tựa phim lý tưởng tôi phải kể tới là đầu tiên là Extra nè, phim Friend nè, và cả phim cái chú chó Aussie tôi vừa mới nói nữa đó. Và cuối cùng thì tôi đề xuất cái bộ phim đó là In Your Dreams. Ok, kết thúc cái video này, tôi mong rằng cái video này sẽ mang lại cho các bạn một cái giá trị nào đó để các bạn học tiếng Anh hiệu quả hơn, tốt hơn. Ok, that's it. Thanks for watching.